trong ngơ đánh lui quân tinh nhuệ địch mà thấy thật sảng khoái. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ở nơi này cũng phải gặp ngươi. Mấy tên đáng chết dám xông vào vương phủ, mong đại hiệp giúp đỡ. Mau chuẩn bị rút lui về đại doanh.
Ta tính đoạt lại cứ điểm, nhưng tướng sĩ thương phong trầm trọng, phải trị thương cho họ trước đã. Tướng sĩ trọng thương đã qua cơn nguy kịch. Tướng quân thần phủ chính là hỏa pháo Phất Lan Cơ. Nếu muốn khôi phục nó, trước tiên cần tiêu diệt quân tinh nhuệ Mông Cổ. Nhân lúc địch đang phân tâm, nhanh chóng sửa hỏa pháo. Đêm nay ta tập kích, trực tiếp thích sát tướng địch. Quân địch như rắn bất đầu, mau tiêu diệt chúng. Nói thiếu hiệp hiểu biết hơn người, có thể chỉ giáo vài điểm không? Thank you.
con cần một vài thành viên vô bang đó hả? MVL nhé. We'll be right back.